Hello các bạn nha, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình tiếp tục sẽ chia sẻ và cập nhật cho các bạn một nền tảng khai thác Shiba hoàn toàn là miễn phí nha các bạn nhé. Và trang này thì mình cũng đã rút tiền thành công rồi nha các bạn nhé. Các bạn có thể là thử đăng ký tài khoản xong các bạn thử đào miễn phí nhé. Bản thân mình thì mình đã rút tiền ok hết rồi thì mình mới dám chia sẻ cho các bạn nha. Rồi thì sau khi các bạn kích vào đường link ở phần mô tả video thì nó sẽ hiện cho các bạn một cái phần đăng ký tài khoản thế này. Phần đầu tiên thì các bạn hãy copy sao chép địa chỉ ví Shiba của các bạn dán vào trong mình nhé. Thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ các sàn giao dịch nào, chỉ cần là địa chỉ ví Shiba thôi nhé. Các bạn có thể là sao chép rồi dán vào trong mình. Tiếp theo là các bạn hãy tạo mật khẩu cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào đi vào trong mình nhé. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập luôn tài khoản của mình này. Rồi thì sau khi các bạn đăng nhập vào xong thì nó sẽ hiện một cái giao diện như thế này nhé. Và các bạn sẽ xem được như là các bạn đào được Shiba nó sẽ đang chạy trực tuyến nhé. Với tổng MH trên giây của các bạn đăng ký thành công nó sẽ tặng cho các bạn là 5 MH trên giây nha. Còn mình thì mình đầu tư vào thêm, mình mua thêm là 1 MH trên giây nhé. Cho nên tổng cái MH trên giây của mình hiện tại là 6 MH trên giây nha. Ok thì ở đây nó sẽ có vài mục rất là đơn giản thôi và rất là ngắn gọn nhé. Thì các bạn sẽ xem được như là khai thác mỏ này thì nó sẽ là ở cái phần trang chủ này luôn rồi. Các bạn sẽ xem được là Shiba các bạn đang đào và MH trên giây hiển thị số liệu thống kê này. Với mỗi một ngày và mỗi một giờ các bạn sẽ đào được bao nhiêu Shiba thì nó sẽ hiện ở đây nhé. Thì các bạn có thể tham gia ngay bây giờ nhé. Sau khi các bạn xem được video thì không chừng các bạn 1-2 ngày các bạn có thể là rút được nhé. Còn các bạn mà tham gia chậm hơn một vài ngày thì chắc chắn không rút được nhé các bạn nhé. Ở đây thì nó sẽ hiện cho mình là của mình là số MH trên giây thì mỗi một ngày thì mình sẽ đào được là 13.000 Shiba nhé. 2 ngày là mình đủ mình rút rồi nha các bạn nhé. Còn các bạn mà 5 MH trên giây thì nó sẽ đào chậm hơn một chút xíu nhé. Ok thì các bạn cứ nhấn vào để các bạn xem qua thôi. Rồi cái mục tiếp theo chính là mục đầu tư nhé. Các bạn có thể là kích vào đặt cọc này thì nó sẽ hiện được như là địa chỉ ví các bạn chuyển Shiba vào nhé. Ở đây thì mình đã nạp là 68.000 Shiba vào đây rồi thì mình đã mua MHJ và mình rút nha các bạn nhé. Thì các bạn có thể là làm tương tự như mình nhé. Các bạn có thể là cứ đào miễn phí một ngày hai ngày, sau đó các bạn xem là không đủ mình rút thì các bạn hãy đầu tư thêm để nó đủ mình rút rồi các bạn rút luôn nhé. Ok chưa? Ở đây các bạn chỉ cần là sao chép ví Shiba mà nó hiện ở đây này. Tiếp theo là các bạn hãy đi vào ví chứa cái đồng Shiba của các bạn rồi các bạn chuyển Shiba vào đây thôi. Ok. Thì sau khi các bạn chuyển Shiba vào xong thì nó sẽ hiện là tổng số Shiba của các bạn ở đây nhé, chứ không phải là MH trên giây nha. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Thì min đầu tư của nó chắc chắn là chỉ là từ 1.000 hoặc là 2.000 các bạn có thể là đầu tư được rồi nhé. Ở đây thì mình đã test thử và mình thấy là nó không hiện là min đầu tư tối thiểu. Các bạn nói chung là các bạn cứ đầu tư từ 1.000 Shiba trở lên nhé. Đầu tư thấp quá thì có thể là nó sẽ không ghi nhận nha. Ok, tiếp tục về cái phần như là mua MH trên giây này. Thì các bạn sẽ xem được như là nếu như các bạn mua 1 MH trên giây thì các bạn sẽ tốn là 25.000 Shiba nhé. Các bạn muốn mua bao nhiêu MH trên giây các bạn cứ nhẩm vào phần đầu tiên lượng MH trên giây này. Tiếp theo là nó sẽ hiện được là số tiền Shiba các bạn phải chi trả cho nó nhé. Tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào mua MH trên giây. Ok, thì ở đây mình đã mua rồi nhé các bạn nhé. Đây, mình mua 1.02 MH trên giây. Ok, tiếp tục phần rút này các bạn hãy kích vào phần rút cho mình nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ xem được là min rút tối thiểu của nó là 20.000 Shiba nhé. Và mình đã rút tiền thành công rồi nhé các bạn nhé. Đây là min rút là 42.000 Shiba 400 nhé. 42.400 Shiba nhé. Ok thì ở đây mình sẽ cho lịch sử đã nhận thành công ở trên sàn Binance của mình cho các bạn xem nhé. Ok thì ở đây mình sẽ kích vào tiếp tục này. Ở đây nó đã hiện là đã nạp xong 6 giờ trước nhá. Đây, 42.400 Shiba nhá các bạn nhá. Ok chưa? Với việc rút tiền thì hiện tại mình thấy rất là nhanh nhá các bạn nhá. Chỉ cho vòng một vài phút thôi. Rồi, phần tiếp theo các bạn có thể là lấy đường link đi chia sẻ cho bạn bè nhá. Ok chưa ạ? Ở đây thì nó sẽ hiện được là số liệu thống kê các bạn đi tuyển được bao nhiêu bản và các bạn có thể nhận được là bao nhiêu Shiba từ lượt giới thiệu nhá. Nếu như mà cấp dưới của các bạn đầu tư Shiba vào thì các bạn mới nhận được thôi nhá. Còn không thì các bạn sẽ không nhận được đâu.
Rồi các bạn có thể là sao chép đường dẫn này, sau đó các bạn có thể đi chia sẻ cho bạn bè nhé. Mục tiếp theo là mục đăng xuất thôi. Ok, vậy là trang này nó rất là đơn giản thôi nhé. Các bạn có thể là đào thử xem. May mắn thì các bạn có thể là 3 ngày các bạn đủ Mizuho rồi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vào video trước và mình sẽ chọn ra một bạn may mắn và ngẫu nhiên để trao giải tới đấy nhá. Ok, bạn đầu tiên chỉ là bạn Alun. Bạn may mắn trong video ngày hôm nay chỉ là bạn Đổi Thay nhá. Xin chúc mừng bạn nha. Nếu như bạn xem được video thì bạn có thể là nhắn tin qua Facebook để mình trao giải tới đấy cho bạn nhé. Còn bạn nào muốn nhận tới đấy trong video tiếp theo thì các bạn tiếp tục comment xuống phần bình luận video này nha. Và bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy video này có giá trị cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.